Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Bính Tý sinh năm 1996 nữ mạng. Cuộc đời nữ Bính Tý xen lẫn giữa gian nan là hạnh phúc, trong cuộc sống đa phần khá thuận lợi. Nữ tuổi Tý bước sang tuổi trung niên có rất là nhiều vận may về tài lộc, công danh phát triển, về già cuộc sống yên bình và nhận được nhiều tình cảm của mọi người xung quanh. Và sau đây để quý vị có thể hiểu rõ hơn về sự biến động trong từng thời vận của nữ mệnh tuổi này, mời tất cả quý vị cùng theo dõi phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Gia chủ Bính Tý sinh năm 1966 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Chấn, mạng giản hạ thủy, nước dưới khe, xương con chuột, tướng tinh con rắn, bà chúa ngọc độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời của Bính Tý nữ mạng sinh năm 1996 qua bài thơ sau. Bính Tý cung Cản sinh ra, mạng thủy là nước mà ta nhờ nguồn, đàn bà sinh thuận thu đông, kẻ đưa người rước, người mong chuyện tình. Tuổi này lúc nhỏ khó nuôi, hai lần chết hụt nổi trôi nhiều lần, cũng nhờ âm đức cha ông, nghi đâu có đó khó mong ai lường. Bính Tý người nữ thì sang, nhưng mà lỡ dở chẳng an một đời. Đầu tiên trắc trở lôi thôi, duyên sau mới học mới thôi lỡ làng, số này cách trở mẹ cha ly hương tổ quán cửa nhà làm nên. Tổng quan, nữ tuổi Bính Tý thông minh, lanh lợi, giỏi ăn nói, nên trong cuộc sống kết giao rộng rãi và có nhiều bạn bè. Tính cách phóng khoáng và ưa thử thách nên Bính Tý khá xông xáo, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn trên cả công việc lẫn tình duyên. Sự nghiệp của nữ Bính Tý khá gian nan, nhưng cả cuộc đời có khoảng thời gian cực kỳ phát triển chói lọi. Sau kết hôn, tình cảm gia đình thuận lợi, có nhiều niềm vui. Tóm lại, cuộc đời của nữ Bính Tý xen lẫn giữa gian nan là hạnh phúc, trong cuộc sống đa phần khá thuận lợi. Nữ tuổi Bính Tý bước sang tuổi trung niên có rất nhiều vận may về tài lộc, công danh phát triển, về già cuộc sống yên bình, nhận được nhiều tình cảm của mọi người xung quanh. Nữ Bính Tý tuổi thọ trung bình từ 74 đến 86 tuổi và nếu sống hiền lành phúc hậu, tu tâm dưỡng tính thì tuổi thọ sẽ được tăng lên. Tình duyên, sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch, nữ Bính Tý có một khoảng thời gian vô cùng trói lọi, nhiều người theo đuổi, tuy nhiên do tính cách không dứt khoát, họ đã bỏ lỡ nhiều nhân duyên. Nữ Bính Tý sinh tháng này tình duyên gặp nhiều trắc trở buồn khổ, tình cảm có nhiều vướng mắc. Tuy nhiên sau kết hôn sẽ khác, họ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, yên bình bên người mình yêu thương. Bính Tý có vận may về con cái, về già tình cảm phát triển tốt. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch, nữ Bính Tý sinh vào một trong các tháng này tình yêu phải trải qua nhiều khó khăn, không thuận lợi. Thời trẻ, họ có những mối tình rất đẹp nhưng đều tan vỡ một cách nhanh chóng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh thì nhân duyên lại tới một lần nữa. Đây sẽ là người cùng họ đi hết quãng đời còn lại. Sau kết hôn tuy cuộc sống có đôi chút khó khăn nhưng đa phần đều tốt đẹp và hạnh phúc. Sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch, đây là những người trong tình cảm luôn gặp nhiều may mắn. Cả cuộc đời họ có một mối tình đẹp đẽ và sâu sắc. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui và may mắn, có lộc tiền tài, đời sống vật chất ngày càng phát triển. Gia đạo công danh. Về gia đình, lúc nhỏ tuy phải trải qua cuộc sống khá khổ cực nhưng lại nhận được rất nhiều tình yêu thương từ những người xung quanh. Cuộc sống gia đình êm ấm, tuy có đôi lúc xảy ra cãi vã xung đột nhưng đều không tạo thành ảnh hưởng gì. Sau kết hôn, cuộc sống có khá nhiều niềm vui, con cái mang lại nhiều may mắn cho Bính Tý. Về sự nghiệp, năm 18 tuổi bắt đầu bước chân vào cuộc sống, khá thích thú với những công việc làm thêm. Nữ Bính Tý sự nghiệp bắt đầu từ tuổi 22, sau quãng thời gian nỗ lực vất vả cũng giành được vị trí vững chắc cho riêng mình. Công việc đặc biệt phát triển nhất lúc 29-30 tuổi. Nữ Bính Tý làm công ăn lương thì rất thuận lợi, nhưng nếu tự kinh doanh thì sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, phải có người giúp đỡ thì mới vượt qua được. Bước sang tuổi 34, Bính Tý nhận được nhiều vận may về tài chính. Để tăng cường và hỗ trợ vận trình công danh sự nghiệp cho bản mệnh, nữ tuổi Bính Tý có thể sử dụng vòng tam hợp thân tí thìn để chiêu cầu tài lộc và quý nhân cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật thân tí thìn mang năng lượng hội tụ chiêu đón tiền tài, vượng khí cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp, quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long thân tí thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn, nữ Bính Tý nếu có ý định kinh doanh, đầu tư phát triển sự nghiệp thì nên lựa chọn những người sau đây làm đối tác thì sẽ rất thuận lợi và gặp nhiều may mắn, đó là Bính Tý đồng tuổi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. Hợp tác cùng những người này đem đến cho họ những thành công, sự phát triển không ngừng. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Bính Tý đồng tuổi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Ất Hợi,
Quý Dậu thì nữ Bính Tý sẽ có được một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Trong cuộc sống hôn nhân, Bính Tý sẽ có nhiều niềm vui. Không những vậy, đây còn là những sự kết hợp đem đến nhiều tài lộc. Sau kết hôn, cuộc sống ngày càng đi lên, công việc sự nghiệp đều có những bước phát triển tốt đẹp, tình cảm, thuận lợi, không có vấn đề gì xích mích nào trong cuộc sống, con cái đem đến nhiều vận may về tình cảm cho họ. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Dần, Giáp Thân thì cuộc sống ban đầu rất hạnh phúc, nhưng càng về sau thì vướng phải nhiều khúc mắc về vấn đề tình cảm. Trong cuộc sống có một khoảng thời gian khá khó khăn về vấn đề tài chính. Nếu muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì nữ Bính Tý cần phải biết quan tâm hơn nữa tới các vấn đề của các thành viên trong gia đình, không nên vì quá tập trung phát triển sự nghiệp mà bỏ bê họ. Kết hôn với một trong số các tuổi Canh Thìn, Bính Tuất, Giáp Tuất, cuộc sống của nữ Bính Tý có nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống. Cuộc sống có khoảng thời gian rất may mắn và hạnh phúc, nhưng lại có năm nhiều chuyện buồn phiền, thua lỗ về tài chính. Hôn nhân đa phần êm ả, hai vợ chồng biết cảm thông nhường nhịn. Trong cuộc đời có những năm mà Bính Tý không nên tổ chức hôn lễ hay những việc quan trọng, đó là 15, 21, 26, 27, 33, 38 và 39 tuổi. Nếu kết hôn vào những năm này thì cuộc sống hôn nhân sẽ không được may mắn, nhiều vận may mà ngược lại có thể xảy ra nhiều vấn đề làm ảnh hưởng tới tình cảm. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời sẽ có những năm mà nữ Bính Tý gặp nhiều điều không thuận lợi, có khi sẽ thất bại trong cả hai phương diện tình cảm lẫn cuộc sống, đó là 21, 24, 28 và 32 tuổi. Do vậy, ở những năm này Bính Tý nên cẩn thận với tất cả các quyết định của bản thân, cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ cho vận trình của mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi đại kỵ. Nữ Bính Tý đại kỵ với các tuổi Đinh Sửu, Kỷ Mão, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Mùi. Nếu làm ăn với những người tuổi này sẽ phải tổn hại về tài chính. Nữ Bính Tý cũng không nên kết hôn với một trong những người kể trên do xung khắc về tuổi nên sẽ có nhiều cản trở khó khăn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Trước khi làm một việc hệ trọng nào đó, nữ Bính Tý nên xem ngày giờ phù hợp để tiến hành sẽ tăng thêm được nhiều thuận lợi và may mắn. Ngày giờ xuất hành phù hợp nhất đối với nữ Bính Tý là ngày chẵn, giờ chẵn, xuất hành làm ăn sẽ không lo lắng thất bại. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 20 tuổi. Năm 18 tuổi có vận may trong thi cử và tài chính, tuy nhiên 2 năm sau buồn khổ về vấn đề tình cảm, có một sự thất bại trong tình yêu. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, trong những năm này có nhiều biến đổi cả về tài lộc và tình cảm. Năm 21 tuổi gặp nhiều chuyện buồn phiền trong gia đình, tài lộc có đôi chút nhưng không đáng kể. Trong năm sức khỏe khá tốt, không gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Năm 22 tuổi, chú ý hơn tới những người xung quanh, năm này không nên đầu tư tiền bạc. Năm 23 và 24 tuổi, đề phòng mắc một số bệnh nhỏ, tiền tài có thể hao hụt. Năm 25 tuổi, sự nghiệp phát triển có nhiều hay đẹp. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi sự nghiệp phát triển, trong năm có những thành công lớn. Năm 27 tuổi, tình cảm phát triển, gia đình có nhiều niềm vui. 28 tuổi là năm thích hợp để cưới gả vợ chồng, trong năm có vận may về con cái. 29-30 tuổi, cuộc sống phát triển mạnh mẽ cả về tình cảm lẫn tài chính, cuộc sống có nhiều niềm hay đẹp. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi đề phòng mắc bệnh, sức khỏe không tốt. Năm 32 tuổi có vận may tài lộc, 33-34 tuổi cẩn thận hơn tới các quyết định về tài chính. Những năm này danh tiếng có đôi chút bị ảnh hưởng do thị phi. Năm 35 tuổi, nhiều cơ hội mở ra nếu nắm bắt tốt có thể khiến cho bạn có được một khoản tiền lớn vào cuối năm. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi trong cuộc sống có nhiều niềm vui nên dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc không có nhiều phát triển.
năm 37, 38 tuổi hay năm này bình thường, không có vấn đề gì xảy ra, là năm thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại, thư giãn. Năm 39 và 40 tuổi, những năm này cần chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe, không nên đầu tư, tài lộc có điểm giảm xuống. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này nên chú ý hơn tới vấn đề tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, cần chú trọng hơn tới cảm nhận của mọi người xung quanh. Năm 43 tuổi cẩn thận vấn đề tiền bạc, tình cảm. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, trong những năm này nhận được nhiều sự quan tâm từ phía con cái, trong năm có vận may về tài chính, tuy nhiên sức khỏe có phần không đảm bảo, dễ mắc các bệnh người già. Năm 50 tuổi trong cuộc sống có nhiều niềm vui về con cháu. Thưa quý vị, như vậy, Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi chọn đời nữ mạng tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Sẽ lưu lại những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát, đó là một cách rất tốt để quý vị có sự chuẩn bị cho bản thân cũng như là chúng ta có thể nắm bắt được những cơ may của mình trong tương lai. Một lần nữa chúc quý vị gia chủ luôn bình an, thuận lợi và may mắn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh. Bến chào!